Mến chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc. Thì đây trước mắt các bác là hai con âm ly đèn cực kỳ nổi tiếng của hãng Tri. Tri Nhật Bản với những model series VB cực kỳ đẳng cấp như là VB300DB mà bên em vẫn phân phối cho các bác. Em mới về được một con và một con VB110S. Ở phân khúc trên 20 triệu thì các bác chọn con VB110S và con này là VB300DB. Những con âm ly đèn trứ danh và được sản xuất ở thời kỳ hoàng kim Nhật vàng, đây là những dòng VB được các bác rất là yêu thích. Nó chỉ có hàng nội địa Nhật Bản và điện là điện 100V nha. Model VB300BD là chạy cấu hình là 4 bóng 300B và con VB110S thì nó sẽ có phiên bản là L34 và KT88 nha các bác. Hai con gọi là đẹp thiếu thùng xốp nha, tất cả bóng zin theo máy. Bác nào muốn sưu tầm thì alo cho em mọi thứ, tại shop chỉ có một con hàng đấu giá Nhật về. Các bác lưu ý đây là những con nội địa Nhật, nó không có hàng xuất nha, nó chỉ sản xuất riêng cho thị trường Nhật thôi, ở triển lãm audio ở thời kỳ đó với những cái sản phẩm như thế này. Và đây là con VB110S nha, 240W. Đây là cấu hình của nó, gồm là 4 bóng L34 và những bóng rề, 2 tăng phô xuất âm, 1 tăng phô nguồn. Đặc trưng dòng VB thì các bác sẽ có một cái ngoại hình rất là sang, mặt nó mặt màu vàng gold nha, size nó 43. Đây các bác, đây là con 300DB, 4 bóng 300B, cũng là tăng phô thiết kế rất là giống nhau và kích thước giống nhau. Nhưng mà công suất thì con VB110S thì 240W, còn 300BD thì 280W. Đối với hai em này, các bác chơi những dòng loa bass 30-40, những cặp loa có độ nhẹ 88dB trở lên là vô tư nha, như là tăng noa, những dòng tăng noa JBL. Đây các bác thấy độ mới đó này, mới thiếu xốp nha. Đấy, hồi gỗ đầy đủ hết nha các bác. Con 300B này á, thì giá nó là 36.500, còn con L34 là 23.500. Hàng bên em đấu giá tuyển chọn về để các bác mình vừa chơi vừa sưu tầm. Bảo hành là nguyên bản hết, tất cả bóng zin theo máy, hàng sưu tầm nha các bác. Đây tất cả các rác này vẫn ươm hết nha. Nó bánh cầu là 4 ohm đến 8 ohm nha các bác. 4 ohm 8 ohm điện 100V. Vẫn ươm hết nha, như hàng lưu kho luôn vì nó quá mới. Cầu 4 ohm 8 ohm, đấy, hai tăng phô xuất âm rất là lớn, không nặng lắm nha, tăng phô nguồn. Rồi em sẽ lấy hai cái bảo vệ ra để các bác cùng xem cấu hình bóng nha. Hai em là đẹp trên 95% nha, còn là kiểu như hàng từng kho bên nước ngoài thôi á vì nó quá đẹp quá mới, các bác thấy không? Sexy luôn này, bóng zin theo máy hết nha các bác, bóng zin theo máy nha. Đây, đây là những cái bóng rề, dòng 300B này sử dụng bóng rề 6SN7, dòng công suất lớn hơn. Đây, 4 bóng 300B, Tri. Đấy các bác cùng xem. Con này 36.500 nha, con này là tuyệt phẩm của hãng rồi. 12AX7, 2 bóng 6SN7, 4 bóng 300B, 36.500. Đây là con VB110S, chạy cấu hình là 4 bóng L34 Wintrager, không tri hết nha các bác. Nói chung tất cả bóng zin theo máy, bên em đấu hàng và kiểm hàng rất là kỹ lưỡng để về phục vụ tất cả các bác nha. 4 bóng rề 12x7, có nhìn cái tủ mới nè. Đẹp long lanh không tì vết luôn nha, không thấy nó mới nha. Hàng sưu tầm chỉ có 2 con, mỗi thứ mỗi con nha các bác. VB110S là 23.500. VB300BD cấu hình 300B giá 36.500. Bác nào muốn sở hữu sản phẩm nào thì cứ alo trực tiếp cho em 092 số điện thoại trên nha, điện là 100V, 0978 338 142 là 0965 77027 nha. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc.